Xin chào các bạn, đây là màn hình XG2402, một sản phẩm mới cực mạnh mẽ đến từ ViewSonic. Với kích thước hiển thị 24 inch vừa vặn với mọi góc gaming, thiết kế cứng cáp mạnh mẽ đúng chất game thủ, mặt lưng nổi bật với cụm đèn đỏ rực sáng cùng họa tiết Aztec tăng thêm vẻ bí ẩn. Phần chân đế với kết cấu nhôm nguyên khối vững chắc đảm bảo màn hình hoạt động ở mọi tư thế, với khả năng xoay lật linh hoạt hay nâng hạ độ cao với biên độ tới 12cm. ViewSonic XG2402 hỗ trợ đầy đủ các kết nối tiêu chuẩn với hai cổng HDMI 1.4, một cổng DisplayPort 1.2, cổng tai nghe 3.5mm và hai cổng USB 3.0 tích hợp sẵn loa công suất 4W. Điểm nhấn lớn nhất của sản phẩm này chính là khả năng hiển thị của nó với độ phân giải Full HD 1920x1080px, tấm nền LCD công nghệ Twist Nematic, góc nhìn tới 170 độ, độ thương phản cao cùng với độ sáng lên tới 350 lumen và quan trọng nhất, điều khiến mọi game thủ mê mẩn với ViewSonic XG2402 đó chính là tần số quét của nó tới 144Hz trong mức giá chỉ 6.499.000 đồng.